Thưa quý vị, Cố vấn An ninh Hoa Kỳ gặp mặt với các quan chức cấp cao Trung Quốc. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là bà Susan Rice đã có buổi gặp mặt với ông Phan Trang Long, một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Wang Yi nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà tại nước này. Bà Susan Rice đã có mặt tại Bắc Kinh vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 9 với kế hoạch gặp mặt và thảo luận về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc với các nhà lãnh đạo nước này. Bà Rice đã bắt tay với Phan Trang Long, Phó Chủ tịch của Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc, trước khi cùng ngồi xuống để thảo luận tại trụ sở của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Theo bà Rice cho biết, Hoa Kỳ rất coi trọng việc tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai nước. Cũng trong chuyến viếng thăm lần này, Cố vấn An ninh của Tổng thống Barack Obama còn có buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi, tham dự một cuộc hội đàm song phương với các đại biểu đến từ cả Trung Quốc và Hoa Kỳ.